Thiên Ý rất vui khi được gặp lại quý khán thính giả của kênh HTD News. Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Trước khi đi vào nội dung phần bình luận của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc, cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an. Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề Biêu tin đặt cược nguồn lực Nga vào chiến thắng, cuộc chiến ở Ukraine sẽ theo hướng tồi tệ hơn. Thưa quý vị, cuộc chiến của Nga chống Ukraine đang bước sang năm thứ ba và Moscow vẫn duy trì ưu thế trên các mặt trận quân sự, chính trị và kinh tế. Tạp chí Foucault đã viết về điều này trong bài sản luận mới nhất của họ. Nga có nhiều quân hơn để bổ sung cho đội quân tả tơi của mình so với Ukraine, quốc gia thiếu bộ binh được huấn luyện bài bản. Tổng thống Vladimir Putin đang quân sự hóa nền kinh tế của Nga, sử dụng nguồn thu từ dầu mỏ cao để chi trả cho việc sản xuất vũ khí ngày càng tăng. Trong khi đó, tình trạng tê liệt chính trị ở Mỹ và châu Âu đe dọa nguồn cung vũ khí và tiền bạc mà sự sống còn của Ukraine phụ thuộc vào. Tình trạng vô tổ chức ở phương Tây và việc Nga ngày càng sẵn sàng sử dụng nguồn nhân lực và công nghiệp trong chiến tranh cho thấy một năm khó khăn trong việc bảo vệ Ukraine. Tuy nhiên, những hạn chế của quân đội Nga trong cuộc tấn công thể hiện trong trận chiến khốc liệt giành Abdiqa, cho thấy rằng họ sẽ đạt được những thành công nhỏ hơn là một đột phá lớn với cái giá hàng ngàn mạng người Nga. Putin vẫn còn lâu mới chinh phục được các khu vực Ukraine mà Nga tuyên bố chủ quyền, chưa kể đến việc đạt được mục tiêu lớn hơn là chinh phục Ukraine. Quốc gia mà ông gọi là sự tồn tại của một quốc gia dân tộc độc lập và là một điều bất thường trong lịch sử. Những lợi thế vật chất trong năm 2024 phần lớn sẽ nghiêng về phía Nga, nhưng dường như chưa đủ tính quyết định để Nga có thể đạt được các mục tiêu chính trị của mình nói rằng Nga sẽ thắng trong cuộc chiến là sai lầm. Michael Kaufman, một thành viên cấp cao tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Carnage ở Washington cho biết, nếu không thực hiện vào năm tới về cách tiếp cận của Ukraine và các nguồn lực của phương Tây, thì triển vọng thành công của Ukraine sẽ có vẻ mờ mịt. Nền kinh tế đã có chiến tranh, Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh có tổng sản lượng hàng năm khoảng 45.000 tỷ USD, gấp 20 lần quy mô nền kinh tế của Nga và sở hữu công nghệ vượt trội. Trên lý thuyết, những người ủng hộ Ukraine mạnh hơn nhiều so với những kẻ tấn công, nhưng Nga đang nỗ lực nhiều hơn nữa. Kế hoạch ngân sách của chính phủ Nga giai đoạn 2024-2026 được phê duyệt vào đầu tháng này, cho thấy nước này đang phân bổ ngày càng nhiều nguồn lực cho chiến tranh. Chi tiêu quân sự năm tới sẽ tăng lên hơn 100 tỷ USD, mức cao nhất kể từ thời Liên Xô. Các nhà máy đang chuyển sản xuất từ hàng dân dụng, chuyển sang lắp ráp xe tăng và máy bay không người lái. Khu vực dân sự đang phải trả giá. Tình trạng thiếu năng lực và lao động đang thúc đẩy lạm phát. Tuy nhiên, những ưu đãi từ chi tiêu quân sự với quy mô lớn lại hỗ trợ nền kinh tế của Nga, bù đắp cho ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của phương Tây moscow sử dụng thương mại với các nước thứ ba để nhập khẩu công nghệ bị trừng phạt của phương tây mà các nhà sản xuất vũ khí của họ cần điện kremlin cũng đã tìm ra cách tránh mức giá trần do phương tây áp đặt đối với xuất khẩu dầu bằng cách xây dựng đội tàu chở dầu của riêng mình mà không tuân theo các quy định của phương tây sản xuất hàng loạt cho phép nga bắt kịp ukraine trong việc sản xuất máy bay không người lái chiến đấu cỡ nhỏ một lĩnh vực mà sự đổi mới của ukraine trước đây mang lại lợi thế cho họ nhưng sự phụ thuộc vào các xưởng nhỏ và tình nguyện viên đã đạt đến giới hạn. Phương Tây chỉ thực hiện những bước đi hạn chế để tăng cường sản xuất quân sự. Mỹ đang tăng cường sản xuất đạn pháo nhưng các nước EU không thể phối hợp hành động để đặt hàng và thúc đẩy đầu tư vào sản xuất quốc phòng mới. EU đã hứa với Ukraine một triệu quả đạn pháo vào tháng 3 năm sau, nhưng các quan chức cho biết khối này sẽ không thể giao hàng đúng hạn. Ngược lại, theo tình báo Hàn Quốc, Mùa thu năm nay, Triều Tiên đã cung cấp cho Nga một triệu quả đạn pháo trong thời gian ngắn. Các nước châu Âu đang cạn kỳ kho vũ khí và đạn dược mà họ có thể cung cấp cho Ukraine. Những sàn nước chính trị ở Washington đã làm chậm nguồn cung của Mỹ. Đạn từ Hàn Quốc đã giúp pháo binh Ukraine ngang bằng với lực lượng Nga. Trong một khoảng thời gian của năm nay, bây giờ quân đội Ukraine tuyên bố rằng họ một lần nữa rơi vào thế bất lợi. Nền kinh tế của Ukraine đã chống chịu sự tấn công dữ dội của Nga tốt hơn dự kiến, thậm chí còn tăng trưởng nhẹ trong năm nay, sau khi suy thoái sâu khi bị Nga xâm lược vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, Ukraine dựa vào tiền của sự kiện này để trang trải các chi tiêu ngân sách nhân sự như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, cho phép áp sử dụng nguồn thu từ thuế để chi trả cho chiến tranh. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Pablo Klimrin cho biết, viện trợ quân sự và tài chính rất quan trọng cho sự thành công của Ukraine, nhưng chúng ta cũng cần trở nên độc lập hơn trong việc sản xuất vũ khí và ổn định kinh tế. Lộn xộn chính trị Chế độ của Putin bị lung lay vào tháng 6, khi lực lượng dân quân quạt nửa nổi dậy chống lại chính phủ Nga. Nhưng cuộc nổi dậy đã thất bại và các thủ lĩnh của quạt nửa đã thiệt mạng trong vụ nổ máy bay của họ. Kể từ đó, không ai dám thách thức nghiêm túc quyền lực của Putin. Thay vào đó, những biến động chính trị hiện đang mạnh mẽ hơn ở phương Tây và Ukraine. Thưa quý vị, sự đồng thuận lưỡng đảng ở Washington về việc hỗ trợ cho Ukraine đang dần sụp đổ khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đến gần. Và sự phản đối về viện trợ thêm đang gia tăng trong các đảng viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện. Liên minh châu Âu cũng đang cố gắng phê duyệt nguồn tài trợ. Khối đã hứa sẽ cung cấp cho Kiev 50 tỷ euro trong những năm tới. Nhưng lời hứa này hiện đang bị nghi ngờ. Xin xét tài chính từ áp đặt của Đức đã khiến các kế hoạch chi tiêu của EU rơi vào tình trạng hỗn loạn. Và nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orbán, người có quan hệ đồng ấm từ lâu với Nga, đang đe dọa chặn viện trợ cho Ukraine. Chuyên gia Klimkin nói, Vì điều này, toàn bộ Liên minh châu Âu trông khá yếu kém. Đây là một vấn đề lớn không chỉ đối với chúng tôi mà còn đối với EU. Theo ông thì khối này có nguy cơ thể hiện sự bất lực cơ bản trong việc đạt được kết quả. Ở Kiev, sự thất bại của một cuộc phản công vào mùa hè này nhằm chiếm lại các khu vực do Nga chiếm đóng đã làm trầm trọng thêm cuộc xâm lược giữa các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị. WSJ viết, đánh giá của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzny rằng cuộc chiến đang đi vào giai đoạn bế tắc đã khiến Tổng thống Volodymyr Zelensky chỉ trích. Người đang tìm cách cho xã hội và các đồng minh phương Tây thấy rằng Ukraine có thể tiến lên. Mục tiêu quân sự của Zelensky là khôi phục hoàn toàn biên giới quốc tế của Ukraine bị phương Tây coi là không thực tế. Bệ tác quân sự củng cố thêm quan điểm ở Đức, nước bảo trợ châu Âu quan trọng nhất của Kiev, rằng lệnh ngừng bắn và đàm phán với Moscow sẽ có lợi cho Ukraine. Tuy nhiên, Berlin không muốn gây áp lực lên Zelensky. Vấn đề với hy vọng ngừng bắn vẫn là Putin có rất ít lý do để ngăn chặn cuộc xâm lược vào thời điểm sự gắn kết của phương Tây đang suy yếu ngay cả khi Putin đồng ý ngừng bắn. Kiev lo ngại ông sẽ sử dụng nó để xây dựng lực lượng và tấn công lần nữa. Nhà lãnh đạo Nga có lịch sử phá vỡ thỏa thuận lâu dài. Nhiều quan chức phương Tây cho rằng, Putin đang chờ xem ai sẽ thắng cử tổng thống Mỹ một năm nữa. Nếu là Donald Trump, các chính phủ châu Âu lo ngại rằng, ông có thể chấm dứt hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine và thậm chí cả NATO hậu quả là một châu Âu yếu kém về quân sự sẽ phải chật vật ngăn chặn chủ nghĩa bành trướng của Nga. Một thế hệ chính trị gia EU trong nhiều năm đã đánh giá thấp mối đe dọa của Putin đối với trật tự thời hậu chiến tranh lạnh của lục địa này, đang cố gắng thích ức với việc nối lại cuộc chiến tranh quy mô lớn giữa các cường quốc châu Âu. Constanza Stelzenmuller, giám đốc viện Brookings ở Washington cho biết, Tôi e rằng chúng ta đã đánh giá thấp đối thủ. Putin không có chiến lược như vậy. Không thông minh đến thế, nhưng ông ta rất quyết tâm. Cân bằng trên chiến trường Một số quan chức châu Âu thậm chí còn lo ngại vì thế của Ukraine trên chiến trường có thể trở nên tồi tệ hơn vào mùa đông năm nay. Quân đội của Ukraine đang thiếu bộ binh sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công mùa hè và cuộc bảo vệ đẫm máu thành phố Bạc Mớt vào mùa đông năm ngoái. Do hệ thống quân dịch rối loạn và bị tham nhũng hoành hành, nhiều người bị thay thế ở độ tuổi 40 thường bị đưa đến chiến hào với quá ít sự đào tạo. Thưa quý vị, việc thiếu đạn dược cũng có nghĩa là Ukraine khó có thể tiến hành một cuộc tấn công lớn khác trong một thời gian. Việc quân đội Ukraine tạo ra một đầu cầu ở tả ngàn sông Dnipro ở vùng Kherson là một điểm sáng hiếm hoi, mặc dù quy mô nhỏ. Tuy nhiên, thì quân đội Nga cũng đang cố gắng hết sức để đạt được bất kỳ bước đột phá đáng chú ý nào, bất chấp ưu thế về quân số và trang bị. Cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc tiến lên trên địa bàn sông mở. Có nhiều mìn dưới bầu trời, nơi có đầy rẫy máy bay không người lái có thể tấn công quân đội và phương tiện hoặc cung cấp hỏa lực pháo binh chính xác. Nga đã tập trung nguồn dự trữ sẵn có ở phía đông Ukraine, nơi mà nước này đang cố gắng đột phá ở một số điểm nhưng không đạt được nhiều thành công. Ngay cả ở Abdiivka, mục tiêu chính của Nga, vào mùa thu năm nay, lực lượng của nước này cũng đang tiến quân rất chậm chạp về cái giá phải trả là chi phí rất lớn về nhân lực và trang thiết bị. Các quan chức Ukraine và chuyên gia phương Tây cho biết, các lực lượng của Ukraine mệt mỏi vẫn có thể bố trí phòng thủ hiệu quả trên mặt trận dài 1.000 km nếu họ bảo toàn được nguồn lực của mình bằng cách hạn chế Nga giành được lợi ích cục bộ. Bộ Quốc phòng của Ukraine có kế hoạch xây dựng các công sự phòng thủ mới sau khi chứng kiến hiệu quả hoạt động phòng thủ kiên cố của Nga ở miền nam của Ukraine trong mùa hè này. Ông Kotman nói, Năm tới có thể được sử dụng một cách thuận lợi như một năm xây dựng để tái thiết quân đội Ukraine. Theo ông, Kyiv cần cải thiện việc quy động và huấn luyện quân đội, từ bỏ thế tấn công và củng cố các vị trí của mình. Ông nói thêm, nếu điều này không xảy ra, năm tới có thể trở thành một bước ngoặt, sau đó Ukraine sẽ ngày càng rơi vào thế bất lợi. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư hjdnews.ptva.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ hdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp!